chúng ta thực hiện đến món tôm hấp Thái Lan. Món này cũng làm cho 12 phần ăn. Vật liệu gồm có như sau: 3 cây mì căn. Mì căn mua về rửa sạch và xé nhỏ như thế này. 100g kiệu ngọt, 100g giá, 20g nấm tuyết. Nấm tuyết mình ngâm nước ra cho nở, sau đó mình trụng nước sôi. Và các bạn nhớ là khi làm nấm tuyết đó, chúng ta cắt bỏ cái chân thì nó ra như thế này nha. 100g chả lụa chay, 1 trái thơm, 30g xả bào. Xả này chúng ta bào xong đó, thì chúng ta cho giấm vào ngâm cho nó chua. Phần trang trí gồm có 1 trái thơm, xà lách son, cà chua. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện đến phần tôm hấp Thái Lan. Đầu tiên đó là chúng ta sẽ cái mì canh chúng ta sẽ xé sợi ra, xé miếng ra nhỉ. Và chúng ta pha gia vị để chúng ta ướp mì canh. Rồi, xé mì canh. Thơm. Chúng ta cắt làm đôi. Thơm chúng ta cắt miếng, bỏ cùi. Mì căn mình xé xong rồi, mình chuẩn bị để mà mình ra mì căn. Bắt chảo lên bếp cho nóng, cho vào 3 muỗng súp dầu ăn. Dầu nóng đó các bạn, thay vì các bạn ăn tỏi bầm chúng ta phi cho thơm thì chúng ta sẽ hôm nay chúng ta sẽ làm cái bơ rô, chúng ta bầm nhuyễn ra thế cái tỏi. Nếu chúng ta không ăn tỏi, ta cho bơ rô vào. Bơ rô xào lên cho vàng. Khi ra cái mì canh đó, chúng ta sẽ pha gia vị để mà cho vào mì canh. 8 muỗng súp nước cơm. Hai muỗng cà phê đường. Và 1 muỗng cà phê bột ngọt. 1 muỗng cà phê dầu mè. 1 muỗng cà phê tiêu. Ta quậy gia vị lên cho thật là đều. Bây giờ chả lụa em sẽ cắt sợi nha. Lấy chả lụa ra như thế này. Cắt miếng mỏng xuống là cắt sợi. Cho cái gia vị vào trong cái mì canh. Khi nào cái mì canh nó vàng chín đây này. Nếu các bạn đó ăn được củ hành tây sống thì các bạn sử dụng thêm nửa củ hành tây, chúng ta cắt ra và cắt lát mỏng. Khi mình đợi cái mì canh nó chín, mình sẽ pha gia vị và sau đó sẽ trang hoàng phần trái thơm. Gia vị là các bạn sẽ cắt chanh nè. Chúng ta sẽ cắt vào 5 trái chanh. Sau khi bị canh á, vàng và thấm như thế này là được rồi nha các bạn. Bây giờ chanh mình đã vắt nước cốt xong, sẽ pha gia vị vào trong chanh. Cho vào 4 muỗng cà phê đường. Nửa muỗng cà phê muối.
1/4 muỗng cà phê bột ngọt, 2 muỗng cà phê dầu mè, dầu thơm nha các bạn. Dầu thơm là mình đã để cái hành phi với dầu đó. Chúng ta cho vào 2 muỗng súp. Quậy lên cho đều. Mình bắt đầu mình trộn. Mình đến cho tôi 2 muỗng đi. Cho thơm vào. Giá củ kiệu, và xả, xả bào nãy mình có ngâm với giấm rồi đó các bạn. Bây giờ để quậy lên được cho là sau khi trộn sơ lên rồi chúng ta cho đậu phộng vào. Cho cái mì căn vào. Còn một ít chúng ta để rải lên mặt. Hành phi, một ít hành phi vào để trộn lên. Hành phi. Còn một ít hơn nha. Được. Sau khi mình khoét cái thơm vậy đó các bạn, mình sẽ móc cái ruột ra hết. Sau khi chúng ta móc ra hết như thế này nè các bạn, rồi để hết cho tôi. Xung quanh chúng ta sẽ để cái rau xà lách to như thế này. Cà chua đó. Chúng ta thái quanh tròn như thế này. Chúng ta bật lên. Chúng ta sẽ cho gỏi vào trong cái phần có thể làm vào trong cái thơm này. Cho xong cho thêm một chút hành phi lên mặt. Các bạn rải ớt thêm. Rồi chúng ta cho thêm ngò. Có màu xanh đó. Như vậy là chúng ta đã hoàn tất món tôm hấp Thái Lan trong cái thực đơn.